Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2. Và các em nhớ, trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 4 rất là chi tiết, rất là đầy đủ cho chúng ta từng bài, từng trang rồi. Vở bài tập, tập 1, tập 2. Vở luyện toán, tập 1, tập 2. Bài tập thực hành môn toán. Bài tập phát triển năng lực của môn toán có rất chi tiết cho chúng ta từng tuần rồi, các em tìm để các em học nhé. Nhiều em cũng hỏi về những đề kiểm tra, thì trên kênh cũng đã có rất là đầy đủ các đề kiểm tra cho chúng ta rồi. Bây giờ thì mời các em lấy sách của chúng mình ra và mở ra trang 42 nào. Chúng ta sẽ đến với cái bài đầu tiên này. Tiêu cầu là đặt tính rồi tính. Vậy thì đây là những phép tính gì đây các em nhỉ? Tính cộng. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ lấy một cái thước nhé. Đây, ta có phép tính đầu tiên nè. 3, 6, 7. 3, 6, 7 nè. 4, 2, 8 nè. 4, 2, 8 nè. Cộng với nè. Ở đây là 6 chữ số. Ở đây là bao nhiêu? Cũng là 6 chữ số nè. Chú ý về số các chữ số cho nó đảm bảo nhé các em, để đặt cho thẳng hàng nha. 2, 8, 1, 6, 5, 7 nè. Được chưa? Đó, đây có hai cái phép tính, ba phép tính luôn. Thầy kể hai phép tính trước đi. Rồi, chúng ta cộng từ bên tay gì? Tay phải sang. 8 cộng với 7 thì bằng bao nhiêu? 15 nè. Các em viết 5 nhớ 1. 5 này chúng ta nhớ 1 là 6. Vậy thì 2 cộng 6 bằng 8. 4 với 6 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 chúng ta nhớ 1 là 2, vậy thì 7 cộng 2 bằng 9 nè. 6 cộng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 nhớ 1 là 3, vậy thì 3 cộng 3 bằng 6. Được chưa? Đấy, rất là đơn giản nhá. Rồi, sang phép tính tiếp theo nè. 4, 8, 3 cũng là 6 chữ số nha các em. 4, 8, 3 nè. 9, 2, 5 cộng với nè, mấy chữ số? Cũng 6 chữ số. 2, 9, 4 5, 6, 7. Được chưa? Rồi chúng ta cộng nè. 5 cộng với 7 bằng bao nhiêu? 12, viết 2 nhớ 1. 6 chúng ta nhớ 1 là 7. Vậy thì 2 cộng 7 là 9. 9 cộng 5 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 4 thì nhớ 1 là 5, vậy thì 3 cộng 5 bằng 8. 8 cộng 9 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 2 này nhớ 1 là 3, vậy thì 4 cộng 3 bằng 7. Được chưa? Rồi, sang phép tính thứ 3 nè. 5, 9, 3 5, 9, 3 7 4 6 nè. Cộng với nè. Ở đây chỉ có mấy? 5 chữ số nên ta phải đặt từ hàng gì? Hàng trăm nè. 64.000 nè. 528. Đấy, chú ý nha. Không biết chỗ các em có mưa không ý chứ. Nhà thầy mấy bữa nay là mưa suốt các em ạ. 68 bằng 10, 14 viết 4 nhớ 1. 2 này nhớ 1 là 3, vậy thì 4 cộng 3 bằng 7 nè. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 nhớ 1 là 5. 3 cộng 5 thì bằng 8. 9 cộng 6 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 5 này chúng ta nhớ 1 là 6. Kết quả là 6, 5, 8, 2, 7, 4. Được chưa? Rồi, mình sẽ sang 3 phép tính tiếp theo là 3 phép tính trừ nhé. Những cái này các em có thể dừng video các em làm, sau đó là đối chiếu kết quả với thầy. Rồi, chúng ta sẽ có nè. 6, 4, 9, 0, 7, 2, trừ 1, 7, 8, 1, 7, 8, 5, 2, 6. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ tiến hành làm phép tính trừ nè. Thầy cũng kể luôn.
2 không trừ cho 6, 12 trừ 6 bằng 6, viết 6 nhớ 1, 2 nhớ 1 là 3, vậy thì 7 trừ đi 3 thì bằng mấy? Bằng 4. 0 không trừ cho 5, 10 trừ đi 5 thì bằng 5, viết 5 nhớ 1, 8 nhớ 1 là 9, vậy thì 9 trừ 9 bằng 0. 4 không trừ 7, 14 trừ đi 7 thì bằng mấy? Bằng 7, viết 7 nhớ 1, 1 nhớ 1 là 2, 6 trừ 2 bằng 4. Được chưa? Rồi mình đến phép tính thứ hai nè. 861.000. À đâu, 86.000 thôi nha. 86.154 trừ, ở đây chỉ có mấy 5 chữ số thôi, 40.000. Bao nhiêu? 729 nè. 4 không trừ cho 9, 14 trừ đi 9 thì bằng mấy? Bằng mấy nhỉ? Bằng 5 đúng không? Viết 5 nhớ, nhớ 1 nè. 2 này nhớ 1 là 3, vậy thì 5 trừ 3 thì bằng 2. 1 không trừ cho 7, 11 trừ đi 7 thì bằng 4. Lại viết 4 nhớ 1. 0 nhớ 1 là 1, 6 trừ 1 thì bằng 5. Và 8 trừ 4 bằng 4. Được chưa? Rồi sang phép tính tiếp theo nè. 6 0 8. Các em nghe thấy tiếng mưa không? Rất là to nhé. 0 9 0 trừ nè. Đây cũng mấy chữ số? 6 chữ số. 5 1 5 2 6 4. Được chưa? Rồi mình tiến hành trừ nha. 0 không trừ cho 6 phải lấy 10 trừ, xin lỗi, 0 trừ cho 4, 10 trừ 4 thì bằng 6, viết 6 nhớ 1. 6 này nhớ 1 là 7, vậy thì 9 trừ đi 7. À 9 trừ 7 thì bằng 2. 10 trừ đi 2 thì bằng mấy? Bằng 8, viết 8 nhớ 1. 5 à 8 trừ đi gì? 6 còn 2. 10 trừ đi 1 bằng 9. Và 6 này trừ 6 hết, như vậy chúng ta chỉ còn là 92.826 thôi. Được chưa? Đấy, chúng ta làm và chúng ta đối chiếu kết quả với thầy nhá. Rồi mình đến bài số 2. Liên tiết kiệm được 365.000. Tức là bạn này tên là Liên này, bạn tiết kiệm là 365.800 đồng. Bạn tên là Lan thì lại tiết kiệm được là bao nhiêu? 42.600 đồng. Hỏi cả hai bạn tiết kiệm là bao nhiêu? Đó, thế nào các em? Chúng ta chỉ việc gì? Làm một phép tính cộng số tiền của hai bạn vào thôi. Và chúng ta sẽ trả lời số tiền, đúng không nào? Số tiền cả hai bạn tiết kiệm được là, đúng không? Đấy, các em sẽ lấy cái gì? Số tiền của bạn Liên nè, 365.800 đồng cộng với số tiền bạn Lan 42.600 đồng. Đó, chúng ta cộng vào được bao nhiêu? Đây, chúng ta cộng đây luôn nhé. 0 nè, 0 nè, 8614, viết 4 nhớ 1 nè. 2 nhớ 1 là 3, vậy thì 5 cộng 3 là 8 nè. 64 là 10, 0 nhớ 1, 3 nhớ 1 là 4. Sẽ là 408.000. 408.400 đồng. Được chưa? Đấy, vậy thì đây chính là số tiền mà hai bạn tiết kiệm được. À, xin lỗi các em, nhầm rồi, cái này nè, ta hỏi gì? Lan tiết kiệm được nhiều hơn Liên mà. À, vậy là chúng ta nhầm rồi nha. Rồi, vậy cái này phải giải lại ở đây đi nha. Nãy giờ thầy này cứ tưởng là hỏi cả hai bạn ở đây. Rồi, chúng ta phần này sai nha. Các em đầu tiên phải tìm số tiền của ai? Số tiền của Lan đã nhá. Lan thì nhiều hơn Liên mà. Đầu tiên ta phải trả lời là số tiền nào.
số tiền Lan tiết kiệm được là, đấy, tiết kiệm được là, được chưa? Chúng ta sẽ lấy là cái gì? 365800 cộng với 42600. Đấy thì sẽ ra số tiền của ai? Của Lan. Chúng ta cộng vào vừa nãy được bao nhiêu? 408400. Hay là được là gì? 408 nè. 400, tức là 408.400 đồng. Vậy thì đây chính là số tiền của ai? Của bạn Lan nè. Đó, đến đây mình mới trả lời câu thứ hai nhá. Số tiền cả hai bạn tiết kiệm được là, được chưa? Tiền cả hai bạn tiết kiệm được là, mình mới lấy số tiền của ai? Của Lan. Mình liên cộng vào 365800 là của ai? Của Liên. Cộng với 408400 là của bạn gì? Bạn Lan mình vừa tính xong. Rồi chúng ta sẽ lấy giấy nháp ra, chúng ta cộng cái này nhá. Đây, thầy sẽ lấy cái này, thầy cộng 365800 cộng 408400 8412 viết 2 nhân 1, 9514 viết 4 nhân 1, 6 với 1 là 7, 3 với 4 là 7. Như vậy các bạn sẽ tiết kiệm được là 774.200 đồng. Được chưa? 774200. Đó, vậy thì đây mới chính là đáp án nha các em. Chứ không phải như vừa nãy nhá. Rồi vừa nãy là thầy làm là không để ý luôn cái đề bài. Rồi. 774200. Được. Được chưa? Xong nhá. Rồi mình sẽ đến cái bài tiếp theo. Đó là cái bài đố vui. Viết vào mỗi ô trống một chữ số thích hợp để có. Vậy thì cái này có gì là khó khăn không nhỉ? Bài này chúng ta viết bất kỳ cái số nào ở các cái hàng chục, trăm là đơn vị nè. Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn. Hàng gì? Hàng gì? Chục nghìn, trăm nghìn. Tức là đây chúng ta chỉ tìm cái số đằng sau đây nè. Nó sẽ là số liền gì? Liền sau của cái số đằng trước này nè. Vậy thì ở đây chúng ta có vô vàn cái số chúng ta có thể điền vào đây được. Đúng không? Đấy, thằng hạn thầy chỉ lần đánh dấu đây là 0 nè. 0, 0, 0, 1. Đấy, ví dụ vậy. Tức là 100.001. À, 100 gì? Cộng với 1 thôi nhá. Đây, ta thấy nè. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chữ số nè. Cộng với 1 thì sẽ bằng cái này là bao nhiêu? 1, 1 là 2, 3, 4, 5. À, cái này là 4 chữ số cộng với 1 để ra 5 chữ số. Vậy thì không phải nha các em. Vậy thì ở đây phải là gì? Tất cả đây phải là những số 4 chữ số là số liền gì? Liền trước cộng với 1 để ra 5 chữ số. Vậy thì tất cả đây chúng ta phải là gì? Số 9 hết nhá. 9.000 à? 99.999. Đấy, cộng với 1 thì chúng ta sẽ ra là bao nhiêu? 1 gì? 100.000. Đấy, được chưa? Đúng nè. Đấy, vậy thì chính là số liền trước của 100.000 là số nào? Đấy, chính là 99.999 cộng với 1 nhá. Đấy, chú ý cái này nha các em. Đấy, trời mưa rất là to. Rồi, và đến đây thì chúng ta đã thực hiện xong được cái tiết 2 của tuần này. Và đừng quên chia sẻ video và chia sẻ cái kênh của chúng mình nha.